Dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch COVID-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với 2 môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có 2 tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thainguyentv.vn, trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên Truyền hình Thái Nguyên thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi. Chào mừng các em đến với chương trình Dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Hôm nay, thầy cùng các em tiếp tục ôn tập chủ đề hàm số bậc nhất thuộc môn đại số lớp 9. Ở tiết học trước, chúng ta đã ôn tập phần 1, hàm số bậc nhất và đồ thị. Ngày hôm nay, chúng ta ôn tập phần 2, đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau. Trước khi vào bài học, thầy xin hướng dẫn các em giải đáp hai bài tập thầy đã giao về nhà. Ở bài tập số 5, chúng ta biết y bằng 5/9 nhân với x trừ 32 là hàm số bậc nhất. Biết hai giá trị của y là 0 độ C và 100 độ C. Cần phải tính xem giá trị x lần lượt tương ứng là bao nhiêu độ F. Khi y bằng 0 độ C thì 5/9 nhân với x trừ 32 bằng 0, tương đương x trừ 32 bằng 0. Suy ra x bằng 32 độ F. Khi y bằng 100 độ C thì 5/9 nhân với x trừ 32 bằng 100. Giải phương trình này ta được x bằng 212 độ F. Như vậy, nhiệt độ của nước đá và nước sôi lần lượt tương ứng là 32 độ F và 212 độ F. Ở bài tập số 6, yêu cầu tìm A và vẽ đồ thị hàm số ứng với giá trị A vừa tìm được. Để tìm A, ta cần xác định cặp giá trị tương ứng xy. Đồ thị hàm số y bằng A nhân x trừ 3, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4. Điểm này nằm trên trục hoành, tức là đồ thị hàm số y bằng AX trừ 3 sẽ đi qua điểm có tọa độ là 4, 0. Thay cặp giá trị x bằng 4, y bằng 0 vào hàm số, ta được 0 bằng A nhân 4 trừ 3 tương đương A bằng 3/4. Với A bằng 3/4, ta có hàm số y bằng 3/4 x trừ 3. Các em sẽ tự vẽ đồ thị hàm số này cho thầy. Sau đây, thầy cùng các em ôn tập phần 2, đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau. 1. Các điều kiện. Như các em đã biết, hai đường thẳng y bằng ax cộng b, điều kiện a khác không, và y bằng a phẩy x cộng b phẩy, điều kiện a phẩy khác không, song song với nhau khi và chỉ khi a bằng a phẩy, b khác b phẩy. Đặc biệt, trùng nhau khi và chỉ khi a bằng a phẩy, b bằng b phẩy. Hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi a khác a phẩy. Đặc biệt, cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi và chỉ khi a khác a phẩy và b bằng b phẩy. Nếu hai đường thẳng song song với nhau thì ta có a bằng a phẩy, b khác b phẩy.
Và ngược lại, A bằng A phẩy, B khác B phẩy. Ta có hai đường thẳng trên song song với nhau. Các trường hợp trùng nhau và cắt nhau, ta cũng xét tương tự. Sau đây mời các em tìm hiểu bài tập số 1. Bài tập 1. Tìm các cặp đường thẳng song song, cặp đường thẳng cắt nhau. Y bằng 2x cộng 3, y bằng 2x trừ 2, y bằng âm 2x cộng 3. Các em thấy ở đây chúng ta có 3 đường thẳng. Như vậy chúng ta sẽ lần lượt xét từng cặp đường thẳng một và dựa vào điều kiện để xác định xem là chúng song song hay là cắt nhau. Cặp đường thẳng thứ nhất, hai đường thẳng y bằng 2x cộng 3 và y bằng 2x trừ 2. Các em thấy chúng có hệ số A bằng A phẩy, B khác B phẩy. Vậy theo điều kiện thì hai đường thẳng này song song với nhau. Cặp đường thẳng thứ hai, hai đường thẳng y bằng 2x trừ 2 và y bằng âm 2x cộng 3. Có A khác A phẩy nên chúng cắt nhau. Cặp đường thẳng thứ 3, hai đường thẳng y bằng 2x cộng 3 và y bằng âm 2x cộng 3. Có A khác A phẩy và B bằng B phẩy nên chúng cắt nhau, và đặc biệt chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Vận dụng điều kiện về đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, chúng ta cùng nhau tìm hiểu dạng bài tập tìm tham số hệ số thỏa mãn điều kiện bài toán. Bài 2. Cho hai hàm số bậc nhất y bằng 2mx cộng 19 và y bằng m cộng 1 tất cả nhân x cộng 20. Tìm điều kiện của m để đồ thị hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau. Các em thấy hai hàm số bậc nhất này thì có hệ số A và A phẩy chứa tham số M. Vậy để tìm điều kiện của M, các em chú ý cho thầy hai điểm sau. Thứ nhất là điều kiện để hai hàm số này là hai hàm số bậc nhất. Thứ hai là ta sẽ tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau. Dựa vào hai điểm đó, chúng ta đi tìm hiểu lời giải. Hai hàm số đã cho là hai hàm số bậc nhất, do đó các hệ số A và A phẩy phải khác không? Tức là 2M khác không, M cộng 1 khác không, tương đương M khác không và M khác âm 1. Đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi A khác A phẩy, tức là 2M khác M cộng 1. Biến đổi tương đương ta được M khác 1. Kết hợp với điều kiện trên ta được M khác 0, M khác âm 1 và M khác 1. Vậy với các giá trị của M khác 0, khác âm 1 và khác 1 thì đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài toán 3.1. Cho hàm số y bằng a nhân x cộng b. Xác định các hệ số AB của hàm số. Biết đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5. Các em nhận thấy bài toán không nói đến hai đường thẳng y bằng ax cộng b và y bằng a phẩy x cộng b phẩy cắt nhau hay song song. Để xác định hệ số AB, chúng ta không dựa vào điều kiện của hai đường thẳng song song hay hai đường thẳng cắt nhau, mà ở đây chúng ta dựa vào điều kiện đồ thị hàm số cắt trục tung và đồ thị hàm số cắt trục hoành. Trong trường hợp này, thầy mời các em quan sát hình vẽ minh họa để chúng ta đi tìm lời giải. Trên mặt phẳng tọa độ, đồ thị hàm số y bằng ax cộng b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3
chính là điểm P. Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 chính là điểm Q. Các em hãy xác định cho thầy tọa độ của điểm P và tọa độ của điểm Q. Điểm P nằm trên trục tung, có tung độ bằng 3 và có hoành độ bằng 0, nên tọa độ của điểm P là 0,3. Điểm Q nằm trên trục hoành, có hoành độ là 1,5, tung độ bằng 0, nên tọa độ điểm Q là 1,50. Ta có cặp giá trị thứ nhất, x bằng 0, y bằng 3. Cặp giá trị thứ hai, x bằng 1,5, y bằng 0. Dựa vào điều kiện này, chúng ta có lời giải. Đồ thị hàm số y bằng ax cộng b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. Tức là đồ thị hàm số y bằng ax cộng b đi qua điểm có tọa độ 0,3. Thay cặp số x bằng 0, y bằng 3 vào hàm số, ta được 3 bằng a nhân 0 cộng b, biến đổi tương đương ta được b bằng 3. Đồ thị hàm số y bằng ax cộng b cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5. Tức là đồ thị hàm số y bằng ax cộng b đi qua điểm có tọa độ là 1,50. Thay vào hàm số ta được 0 bằng a nhân 1,5 cộng 3, biến đổi tương đương ta tính được a bằng -2. Vậy a bằng -2, b bằng 3. Xin mời các em đến với bài toán 3.2. Đường thẳng y bằng ax cộng b, điều kiện a khác 0, song song với đường thẳng y bằng 3x cộng 2019 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2020. Tìm các hệ số AB. Ở bài toán này thì để tìm các hệ số AB thì chúng ta sẽ dựa vào điều kiện. Thứ nhất là đường thẳng song song. Và thứ hai là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2020. Ta đi đến lời giải của bài toán. Đường thẳng y bằng ax cộng b, điều kiện a khác 0, song song với đường thẳng y bằng 3x cộng 2019. Đường thẳng này có hệ số a phẩy bằng 3, hệ số b phẩy bằng 2019. Hai đường thẳng này song song khi và chỉ khi a bằng a phẩy, tức là a bằng 3, b khác b phẩy, tức là b khác 2019. Ở đây ta tìm được hệ số a bằng 3. Đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2020. Điểm này nằm trên trục tung, tức là đường thẳng y bằng ax cộng b đi qua điểm có tọa độ 0,2020. Thay cặp số x bằng 0, y bằng 2020 vào hàm số y bằng ax cộng b, ta được 2020 bằng a nhân 0 cộng b, biến đổi tương đương ta tìm được b bằng 2020, a bằng 3 và b bằng 2020. Như vậy, thầy và các em vừa cùng nhau đi tìm hiểu dạng bài tập tìm tham số hệ số thỏa mãn điều kiện cho trước của bài toán. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu dạng bài tập tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng. Bài 4, ý A, vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số y bằng 1/2x cộng 2 và y bằng -2x cộng 4. Ý B, gọi M là giao điểm của hai đường thẳng y bằng 1/2x cộng 2 và y bằng -2x cộng 4. Tìm tọa độ của giao điểm M. Ở tiết trước, thầy đã hướng dẫn các em cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Mời các em quan sát. Ta xác định điểm có tọa độ 0,2 thuộc đồ thị hàm số y bằng 1/2x cộng 2. Điểm thứ hai có tọa độ -40 nằm trên trục hoành thuộc đồ thị hàm số y bằng 1/2x cộng 2. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm này, ta được đồ thị hàm số
y bằng 1 phần 2x cộng 2. Tương tự, ta cũng vẽ được đồ thị hàm số y bằng âm 2x cộng 4. Đường thẳng này cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. Và giao điểm của hai đường thẳng này là M. Chúng ta tìm hiểu IB. Để tìm tọa độ giao điểm của M, quan sát trên mặt phẳng, chúng ta thấy hoành độ của M nằm trong khoảng 0,1, tung độ của M nằm trong khoảng 2,3. Để xác định tọa độ giao điểm M, các em lưu ý, vì M nằm trên cả hai đường thẳng, nên tọa độ của điểm M là cặp số xy thỏa mãn phương trình của cả hai đường thẳng. Từ đó chúng ta có cách giải như sau. Với M là giao điểm của hai đường thẳng y bằng 1 phần 2x cộng 2 và y bằng âm 2x cộng 4. Để tìm hoành độ của M, ta đi giải phương trình 1 phần 2x cộng 2 bằng âm 2x cộng 4. Phương trình này có vế trái là biểu thức 1 phần 2x cộng 2, vế phải là biểu thức âm 2x cộng 4. Biến đổi tương đương 1 phần 2x cộng 2x bằng 4 trừ 2 tương đương với 5 phần 2x bằng 2. Từ đó ta tìm ra x bằng 4 phần 5. Để tìm tung độ của M, ta thay x bằng 4 phần 5 vào hàm số y bằng âm 2x cộng 4, ta được y bằng âm 2 nhân 4 phần 5 cộng 4 bằng 12 phần 5. Ngoài ra, các em có thể thay x bằng 4 phần 5 vào hàm số y bằng 1 phần 2x cộng 2 cũng được. Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là 4 phần 5, 12 phần 5. Như vậy, thầy vừa hướng dẫn các em dạng bài toán tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng. Một cách tổng quát, muốn tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y bằng ax cộng b và y bằng a'x cộng b', ta làm như sau. Tìm hoành độ của M, ta giải phương trình ax cộng b bằng a'x cộng b'. Tìm tung độ của M, ta tính y bằng ax cộng b hoặc y bằng a'x cộng b' với giá trị x vừa tìm được. Các em thân mến, buổi học hôm nay chúng ta ôn tập kiến thức đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau. Vận dụng kiến thức, chúng ta đi làm các dạng bài tập. Thứ nhất, tìm tham số, hệ số, thỏa mãn điều kiện cho trước của bài toán. Thứ hai, tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng. Để củng cố kiến thức, xin mời các em làm bài tập về nhà sau. Bài 5. Cho hai đường thẳng y bằng âm x cộng 2 và y bằng 2x cộng 3 trừ k. Tìm k để hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm thuộc trục hoành. Bài 6. Cho đường thẳng y bằng ax cộng b, điều kiện a khác không, đi qua hai điểm a có tọa độ 2, 1 và điểm b có tọa độ âm 2, 3. Hãy xác định các hệ số AB và tìm tọa độ các giao điểm của đường thẳng với hai trục tọa độ. Bài 7. Cho hàm số y bằng a nhân x trừ 4. Xác định hệ số a của hàm số. Biết đồ thị hàm số cắt đường thẳng y bằng 2x trừ 1 tại điểm có hoành độ bằng 2. Bài 8. Cho hàm số y bằng 2m trừ 3 tất cả nhân x cộng 5m trừ 1. M là tham số, M khác 3 phần 2. Tìm M để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là âm 6. Các em thân mến,
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch COVID-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với 2 môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có 2 tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thainguyentv.vn, trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên Truyền hình Thái Nguyên thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi.